em là Thành Mẫn, nhân viên tại đại lý ô tô Phú Cường. Xin kính chào toàn thể quý bác tài, quý khách hàng. Thì hiện tại em đang ở trước công ty, trước showroom. Thì bác tài mình nhìn thấy công ty em đang trưng bày rất là nhiều xe luôn, là dòng xe tải nhỏ dưới 1 tấn và trên 1 tấn thì bên em chuyên về dòng xe tải sắt. Ở đây thì công ty đang có trưng bày sắt là 200S, N350S, N650S và các dòng xe dắt khác. Thì tháng 7 này nó có khuyến mãi rất là nhiều luôn, khuyến mãi từ thuế VAT giảm 2%, giá xe chúng ta nó đang ở mức rất là ưu đãi luôn. Và nhà nước họ đang có chương trình là giảm 50% thuế trước bạ nữa. Và ở đây nhà máy dắt chúng ta còn có khuyến mãi hấp dẫn cho xe từ 10 triệu cho tới 30 triệu đồng cho các cái mẫu xe dắt N series. Thì qua video này em sẽ báo giá xe đã giảm thuế VAT và cũng như là giá xe khuyến mãi để quý khách hàng mình cập nhật, để chúng ta có thể là đầu tư trong cái khoảng thời gian này, khoảng thời gian tháng 7. Thì bên em đang trưng bày dòng N200S phiên bản đời 2023 và cũng có phiên bản đời 2022 luôn nha quý khách hàng. Thùng môi bạc và thùng kính đều có cả. Thì em xin báo giá luôn. Thì con này nó hiện tại đang có tải trọng là 1 tấn 99, 1.400m4, đang sử dụng là máy Cummins. Giá xe và thùng đã giảm thuế thì nó sẽ là 454 triệu đồng. Chi phí giấy tờ của xe tầm khoảng là 14 triệu rưỡi thôi, đã tính thuế VAT giảm 2% và thuế trước bạ giảm đi 50% nha quý khách hàng. Và nhà máy dắt đang khuyến mãi cho xe N200S 10 triệu đồng khi mà khách hàng mình mua xe đời 2023, và khuyến mãi 25 triệu đồng cho khách hàng mình mua xe đời 2022. Và hiện tại là công ty bên em đang còn một cái lô xe N200S thùng kính đời 2022 đang cần thanh lý ha quý khách hàng. Quý khách hàng cứ liên hệ cho em sẽ báo giá chi tiết và tư vấn chi tiết hơn cho quý khách hàng. Và bên cạnh em đây là cái con N350S. Thì N350S là có tải trọng là 3 tấn 49, tổng tải của xe là 6 tấn 8. Dòng này thì cũng sẽ sử dụng là động cơ Cummins 2.7 46 như là N200S ha. Dòng này là dòng nâng tải, giúp khách hàng mình có thể là đi ngoại thành, đi chở nhiều hàng hơn. Con này đang có đời 2023 và không có đời 2022 ha quý khách hàng. Đang khuyến mãi lên đến là 30 triệu đồng và giá xe thùng là 450 triệu đồng. Chi phí lăn bánh là 14 triệu rưỡi ha. Khuyến mãi 30 triệu. Đó. Với cái này có liên hệ cho em sẽ báo giá chi tiết. Thì bên đây là con N650 S Plus. Thì dòng này là cũng trang bị máy Cummins luôn, nhưng mà Cummins này là Cummins lớn. Nó sẽ đi chung với lại dòng là 800 là 900. Đó, máy Cummins 170 HP lận. Nó sẽ có giường nằm và 3 chỗ ngồi, cabin kép ha quý khách hàng. Phía trước chúng ta sẽ có chữ C là máy Cummins. Thì dòng này đang khuyến mãi 10 triệu đồng hoặc là một cái máy máy phát điện 5kW ha quý khách hàng. Và con xe tải rắc N650 S Plus chúng ta đang có tải trọng là 6 tấn 6 cho phiên bản 10 bạc và 6 tấn 4 cho phiên bản thùng kính. Ở đây thì công ty em đang trưng bày phiên bản 10 bạc ha quý khách hàng. Thì giá xe là 654 triệu đồng cho phiên bản 10 bạc và 659 triệu đồng cho phiên bản thùng kính. Chi phí giấy tờ chúng ta là chỉ còn có 19 triệu ra quý khách hàng. 20 triệu là chúng ta lăn bánh rồi. Khi mua xe thì bác tài sẽ được khuyến mãi 10 triệu đồng và hoặc là một cái máy phát điện 5kW trị giá 15 triệu đồng. Đó, nếu mà bác tài mình lấy cái máy thì nó sẽ không có khuyến mãi 10 triệu, còn nếu bác tài mình lấy 10 triệu thì sẽ không có máy ha. Thời gian khuyến mãi là trong tháng 7 này, hiện tại là dòng xe đang khuyến mãi rất là nhiều luôn. Đó, thì hiện tại là các cái dòng xe N series thì bên em đang có trưng bày đầy đủ luôn, nó chỉ thiếu N800 là 900 thôi ha. N800 là 900 nó cũng sẽ khuyến mãi như là con N650 luôn, cũng sẽ tặng 10 triệu hoặc là một cái máy phát điện ha quý khách hàng. Đó, thì quý khách hàng mình sẽ chọn một trong hai. Còn về giá xe thì N800 là 900 thùng mua bạc thì nó sẽ có giá là 728 triệu đồng. Đó, còn chi phí lăn bánh thì bác tài alo cho em nha, hoặc là nhắn tin cho em để em báo chi tiết hơn cho quý khách hàng. Và các dòng xe ở đây thì sẽ được hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến là 85 đến 80% quý khách hàng.
quý khách hàng thì alo cho em để em có thể là báo chi tiết hơn cho quý khách hàng. Và xe dắt chúng ta đang được là bảo hành 5 năm trên 150.000 km tùy vào điều kiện nào đó trước. Và khi mua xe thì bên em sẽ tặng cho bác tài là gói thay nhớt, bảo dưỡng lần đầu miễn phí. Thì quý khách hàng cứ chuẩn bị cho em khi mà vay 40.000, chuẩn bị cho em là căn cước công dân, hoặc là nếu bác tài mình đã có gia đình thì cho em xin căn cước của hai vợ chồng và giấy đăng ký kết hôn. Nếu mà bác tài mình chưa có gia đình thì cho em xin giấy căn cước và giấy xác nhận độc thân tại phường, xã, thị trấn đó. Thì em có thể là lên hồ sơ gửi ngân hàng. Hồ sơ chúng ta làm việc rất là nhanh, từ 7 đến 10 ngày là chúng ta đã có thể là hoàn thành xe rồi. Thì mọi chi tiết bác tài xin liên hệ với em qua số hotline 0901 280 004, hoặc là bác tài mình có thể ghé tại trực tiếp showroom ô tô Phú Cường, địa chỉ tại D7-14A quốc lộ 1A thị trấn Lương Cúc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là địa chỉ tại 95 quốc lộ 1A Nhị Mỹ, thị xã Cái Lậy, Tiền Giang. Thì hiện tại là showroom ô tô Phú Cường đang có hai showroom chính. Với cái này mình trước khi ghé có thể alo trước cho em ha. Và video của em đến đây là kết thúc. Em Mẫn xin kính chào, hẹn gặp lại quý khách tại những video clip tiếp theo.